Xin chào anh em, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em biết cách mà tôi đã có thể thiết lập mối quan hệ thân tình quen biết đối với cả 50 giám đốc, 50 chủ doanh nghiệp một cách thân tín và tin cậy. Tôi là San Virtu, tôi có 10 năm kinh nghiệm trong việc buôn bán và kinh doanh các mặt hàng điện thoại cao cấp Virtu, và tôi đã giúp cho hàng nghìn người từ bình thường trở thành phi thường với những chiếc điện thoại cao cấp như này mang theo ở bên mình. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của tôi khi mà lần đầu tiên tôi mua chiếc điện thoại Virtu Signature S bản thép nguyên bản chính hãng zin của hãng như này. Đó là cách đây khoảng độ tầm 5 năm thì khi mà tôi đọc trên báo, tôi thấy là anh Tuấn Hưng rất là thích chiếc điện thoại Virtu này và được vợ mua tặng chiếc điện thoại Virtu chính hãng như này. Sau đó thì tôi mới đặt ra câu hỏi là không biết là tại sao mà những người thành công, những người thành đạt người ta hay dùng chiếc điện thoại này, và tại sao cái chiếc điện thoại này nó lại quyền lực, nó lại không dành cho số đông mà nó chỉ dành cho những con người đẳng cấp thôi. Sau khi tìm hiểu ra thì tôi biết được là cái thương hiệu Virtu là một thương hiệu cực kỳ đắt đỏ và không phải ai cũng có thể sở hữu nó được. Khi mà có nó ở bên mình thì lúc đó là nó giống như một tấm vé đưa chúng ta bước chân vào thế giới thực lưu. Sau đó thì lúc đó là tôi chọn cái mua chiếc điện thoại Virtu này, thời điểm đó nó rất là đắt bởi vì nó là cái phiên bản mà lưng gốm ceramic đằng sau và phiên bản nó là phiên bản thép bóng. Thời điểm đó tôi nhớ là tôi mua khoảng hơn 300 triệu đồng chiếc điện thoại Virtu này. Tuy nhiên là giá bây giờ là máy cũ như này thì giá nó rẻ hơn rồi, giá nó khoảng độ tầm 75 triệu đồng thôi. Khi mà tôi mới mua điện thoại Virtu này về thì rất là đắt và rất là tiếc tiền. Gia đình tôi thì luôn liên tục đặt câu hỏi là tại sao lại bỏ ra hơn 300 triệu đồng mua chiếc điện thoại cục gạch như này, châm thì cũng đẹp đấy nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả, chẳng bằng được chiếc iPhone, chỉ có 30 triệu chiếc iPhone thôi, tại sao lại phải mua chiếc điện thoại như thế này về dùng. Đấy, lúc đầu thì tôi cũng không hiểu tại sao là mình lại mua chiếc điện thoại Virtu này, hay là có phải là mình lúc đó là mình hứng quá, mình bốc đồng quá mình mua không. Nhưng mà khi mà dùng điện thoại Virtu này thì giao tiếp với mọi người thì mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác hẳn luôn. Mọi người bắt đầu để ý đến tôi rất là nhiều khi mà tôi dùng chiếc điện thoại Virtu này, và lúc đó là mọi người cái sự uy tín của tôi lúc đầu nó chỉ ở tầm chung chung này thôi, mà khi mà dùng điện thoại Virtu thì uy tín tôi tăng vọt như này. Đấy, thì tôi bắt đầu dễ dàng nói chuyện với cả các doanh nhân, các chủ doanh nghiệp, các giám đốc, và người ta rất là để ý và quan tâm đến tôi, và người ta khi mà nói chuyện với nhau thì tôi trình bày là tôi làm công việc như này, tôi giúp cho những khách hàng của tôi có thể nâng cao đẳng cấp, nâng tầm đẳng cấp đấy. Và lúc cái thương vụ đầu tiên với cả những cái giám đốc thì nó cái thương vụ đầu tiên là những thương vụ vất vả nhất. Lời lãi thì không được bao nhiêu cả, nhưng mà bù lại là do mình cứ cố gắng hết sức và mình không tiếc thời gian công sức để mình làm cho khách hàng. Vì thế nên là cái thương vụ đầu tiên của tôi nó thành công một cách tốt đẹp. Sau cái thương vụ đấy thì cái anh khách hàng của tôi sẽ liên tục giới thiệu cho tôi các cái khách hàng khác giống như anh ta, đó là bạn của anh ta. Đấy, và bởi tôi đặt câu hỏi tại sao ta giới thiệu cho mình nhiều thế, nhiều những cái mối quan hệ và nhiều cái những cái hợp đồng tốt thế, thì tôi tìm hiểu và tôi nghĩ là sau đó tôi phát hiện ra là bởi vì là không ai làm tốt bằng mình cả. Bởi vì khi mà người ta quen biết mình và người ta làm thử dịch vụ của mình và người ta thấy mình tận tâm quá và mọi thứ nên mình đều làm hết khả năng của mình và đáp ứng được cái nhu cầu của họ ấy, thì họ rất là vui sướng, và lúc đó là trong mắt của họ thì mình là top 1, mình là số 1. Vì thế nên là mọi cái vấn đề gì, nhu cầu gì thì họ đều nhờ đến mình, hoặc là bạn bè của họ cũng đều nhờ đến mình. Và từ một người như thế thì lúc đó là tôi đã có thêm được 4 cái hợp đồng nữa của anh bạn đó. Từ 4 cái hợp đồng đó lại họ giới thiệu cho tôi rất là nhiều anh em bạn bè sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và cái điện thoại Virtu này thì nó mang lại cho chúng ta uy tín rất là nhiều. Khi mà tôi biết được những ngôi sao hoặc là những giám đốc, những con người thành đạt dùng Virtu này, tôi cũng dùng Virtu này, và tôi thấy cái cuộc sống của tôi ngay cái năm đó, ngay năm đó thì cuộc sống của tôi nó nâng tầm lên một cách rõ rệt. Ngay một cái năm đó thì cái doanh thu của công ty chúng tôi gấp 4 lần bằng 4 năm trước cộng lại một năm từ khi có điện thoại Virtu này thì bằng 4 năm trước cộng lại. Và đến bây giờ là đã rất là nhiều năm chúng tôi giữ được cái đà đó, giữ được cái duy trì đó. Và tôi cảm thấy khi mà dùng chiếc điện thoại Virtu này chính hãng này
thì một là cái mối quan hệ mình nó hoàn toàn thay đổi, các bạn 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 bè đẳng cấp của mình nó cũng tăng lên rất là nhiều, rất là vùn vụt. Trước đây mình chỉ có bạn bè làng nhàng thôi, nhưng mà từ khi mà sử dụng những cái đồ hàng hiệu cao cấp này này thì những cái bạn bè đẳng cấp của mình số lượng nó áp đảo hẳn so với những bạn nhàng nhàng đi. Thứ hai nữa là cái cuộc sống của mình ấy, ra ngoài xã hội, ra ngoài đường ấy, thì mình trân trọng hơn rất là nhiều, và mình thấy đây là cuộc sống thực sự, đây đây là sống chứ. Còn trước đây thì nó là cuộc sống nhàm chán bình thường, thì nó không phải là thực sự là cái cuộc sống mà mình mơ ước, và đây mới là thực sự là cái điều mà mình mơ ước từ từ bấy đến nay. Đấy. Và tiếp theo nữa là khi mà sử dụng cái chiếc điện thoại Vertu này này, thì ngay cả khi mà cầm nó thì tôi thấy rất là đẹp. Toàn bộ cái bề mặt này nó được làm bằng những chất liệu vĩnh cửu, các anh em có thể nhìn thấy tôi đã dùng 5 năm rồi mà trông nó vẫn cứ đẹp như này. Và tôi nghĩ là 10 năm 20 năm nữa thì nó vẫn cứ đẹp long lanh như này, bởi vì những cái bề mặt là bề mặt vĩnh cửu, không nó sẽ bền vững mãi theo thời gian, và cộng thêm những cái thiết kế của Vertu là những thiết kế đẳng cấp. 5 năm nữa 10 năm nữa thì những cái thiết kế này nó vẫn không hề bị lỗi thời một chút nào. Và khi mà sử dụng từng cái phím bấm của nó, từng từng những cuộc gọi trong điện thoại Vertu này, thì tôi thấy là mình rất là được trân trọng, thì mình mới hiểu được là Vertu không dành cho số đông mà chỉ dành cho những con người thành đạt nhất. Nếu mà anh em mà muốn có được những cái trải nghiệm sử dụng Vertu, hoặc là muốn dễ dàng giao tiếp với cả những con người thành công, hoặc là muốn chứng tỏ bản thân mà không cần phải mất nhiều lời, nhiều công sức, thì có thể là sử dụng những chiếc điện thoại Vertu đắt tiền sang trọng như này, thì sẽ nâng tầm anh em lên một cách cực kỳ nhanh chóng. Nếu anh em mà cảm thấy cái tâm sự của tôi nó hay, nó hữu ích, thì hãy hãy like video và hãy đăng ký kênh của tôi, để những cái video tiếp theo anh em sẽ nhận được thông báo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.